Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Con Tum lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Qua rà soát kết quả thực hiện, dự kiến đến năm 2025 cơ bản sẽ đạt các chỉ tiêu. Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ tỉnh phần đầu đến năm 2025 năng lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 2,5 triệu lượt người. 60% xã phường thị trấn có nhà văn hóa, 90% thôn tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Năm 2012, tỉnh Con Tum đã đón trên 1 triệu lượt khách du lịch, có 94% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, 91% hộ gia đình được công nhận gia đình đạt chuẩn văn hóa, 75% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tỉnh, 58,9% xã phường thị trấn có nhà văn hóa. Với những kết quả tích cực, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch dự kiến từ nay đến năm 2025 đạt các chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa theo nghị quyết đại hội 16 đảng bộ tỉnh đề ra hiện nay việc tổ chức các hoạt động kết cầu du lịch và thu hút khách đến con tum đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh con tum tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch mới công nhận các điểm du lịch khu du lịch trên địa bàn các địa phương luôn ưu tiên nguồn lực đầu tư các thiết chế văn hóa nhất là nhà rông nhà văn hóa người dân chủ động tham gia xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa